Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay trong clip này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người ba dòng sản phẩm được coi là vua lì đòn, vua phân khúc mà Thiên Vũ đã bán. Tại sao mình nói nó là như vậy? Bởi vì Thiên Vũ đã bán các dòng sản phẩm này chắc phải 5 năm rồi mà chưa thay mã mới. Lý do tại sao mà chưa thay mã mới á thì mọi người xem clip rồi biết nhá. Bắt đầu thôi. Và ra sản phẩm đầu tiên mình muốn giới thiệu cho mọi người đó là dòng sản phẩm, một cái sản phẩm để chuyên để bổ trợ cho dàn karaoke gia đình hiện nay. Đó là một cái subwoofer, mã của nó là SEM-F3. Sản phẩm này thì đã theo anh em mình được phải 5 năm rồi mọi người, từ 2018 đến nay rồi. Từ khi nó bắt đầu ra mắt và được bán chính thức tại Việt Nam thì bên mình đã có triển khai nó rồi. Thì tại sao mình nói nó là vua phân khúc và nói chung là trên thị trường chưa có đối thủ? Thứ nhất, mình sẽ phân tích về hai vấn đề. Đầu tiên là vấn đề về công suất. Một con sub Acti, sub điện á, công suất 400W RMS với cái độ lực, với cái công suất, với mức giá thành hợp lý. Chỉ hồi xưa là nó giá nó khoảng 16.700. Thì mới gần đây giá năm 2023 nó sẽ bị lên chút xíu, là tầm khoảng 21 triệu. Đó, thì với cái giá thành như ngày xưa, nhưng ngày xưa tầm 16 đến 20 triệu mà mọi người đã có một con sub Acti đến từ Đức, công suất 400W. Với giá thành này thì coi như là mọi người không thể kiếm được một cái sản phẩm nào nó tốt hơn nữa rồi. Ngoài ra chưa kể nhé, cái vấn đề thứ hai mà nó có vấn đề cũng rất quan trọng trong cái vấn đề tại sao mình lại chọn cái con loa này, con sub này. Bởi vì cái thước, mọi người không thể tìm kiếm được một con sub mà công suất 400W mà cái chất âm nó như một con sub 4 tấc nhưng với cái thước chỉ như một số 3 tấc thôi, cực kỳ nhỏ gọn, bỏ vô gia đình là coi như là xong luôn, cực kỳ đẹp luôn, gọn đẹp, nó không cồng kềnh như những con sub 4 tấc khác, những con sub hơi 4 tấc mà mọi người biết bên mình mà hay bán, ví dụ như những con sub của DMX là 1 nè, rồi SE là 2 nè, những sub đó cũng có SE cũng có sub hơi nha mọi người, nhưng nó rất to và rất cồng kềnh, những con sub thị trường nó rất cồng kềnh luôn, nhưng đây là một con sub điện cực kỳ nhỏ, công suất cực kỳ lớn, thương hiệu thì đến từ Đức rồi, nên là chả có lý do gì mà con sub mà mình phải thay một cái sản phẩm chất lượng như thế này. Thì thật ra thì khách hàng cũng hỏi Thiên Vũ lắm, mà tại sao không có chào cái sản phẩm khác cho khách hàng mà khách hàng đã biết, đã xài sản phẩm này rồi, muốn tư vấn một sản phẩm mới tốt hơn. Nhưng thật ra là Thiên Vũ cũng đang rất là mong muốn và cũng đang tìm kiếm đó, nhưng mà thật ra là chưa có một sản phẩm nào nó đáp ứng được các tiêu chí của Thiên Vũ đề ra, đó là phải nhỏ gọn, công suất phải lớn, xuất xứ thì phải rõ ràng, thương hiệu đến từ châu Âu, khá khó kiếm. Và hiện tại đến năm 2023 rồi, Thiên Vũ vẫn tiếp tục kinh doanh em này thôi, chưa có sản phẩm thay thế. Ok, sản phẩm thứ hai được ví như một cái trái tim của một cái bộ dàn karaoke hiện đại ngày nay, đó chính là vang số. Và cái dòng vang số Thiên Vũ bán đến nay chắc cũng như con mới 5 năm rồi, kể từ khi ra mắt luôn, đó là JBL K80. Con này thì có một thời điểm từ năm 2021 đến 2022 nó ra một cái model mới là cái S180A, nhưng thực tế nó chỉ thay cái bo bên trong thôi, còn lại là hình thức phía ngoài này gần như không hề thay đổi nha mọi người, không hề thay đổi từ năm 2018 đến nay, một con vang số duy nhất. Tại sao Thiên Vũ lại bán cái dòng này, và đặc biệt là Thiên Vũ hay ghép con JBL S80A này với hầu hết các bộ dàn cao cấp? Vì thứ nhất, mọi người biết rồi, vang số là một thiết bị xử lý, và thiết bị xử lý thì đầu tiên là nó phải có nhiều tool để cho kỹ thuật viên xài. Thứ hai, một điều quan trọng không kém đó là cái phần mà cái độ phẳng của âm thanh, tức là cái độ chính xác đó, còn hạn như là input như thế nào, output như vậy, mọi người chưa can thiệp gì hết thì in như thế nào, out như thế, là cái độ phẳng của linh kiện, cái độ chất lượng của linh kiện làm cho âm thanh nó phẳng, âm thanh nó không bị méo tiếng. Có những cái vang số thị trường hồi xưa bên mình có bán cũng khá là nhiều, cái hiệu của Trung Quốc như Misao này kia, thì bên mình cũng có bán những vang số rất là mắc tiền, vang số 7.1 này kia mà hình cảm ứng này kia rất là xịn sò, chất âm rất là ok. Tuy nhiên cái bệnh của những cái dòng đó mắc phải mà gần như không thể sửa chữa được, đó là méo tiếng. Đặc biệt là khi mọi người xài với những dòng sản phẩm chính hãng, những sản phẩm cao cấp như là Bow nè, Nexo nè,
hay là những con SE IC38X mà bên mình hay làm á, thì những con đó cái tiếng của nó ra rất chi tiết và rất là mộc. Mà nếu một khi mình đưa một cái sản phẩm mà bị méo tiếng vô, nghe âm thanh coi như là chưa kịp chỉnh gì, có nghĩa là mình chưa chỉnh gì hết là âm thanh đã méo rồi, nghe rất khó chịu và không thể, gần như không thể can thiệp được. Mà nếu mọi người có can thiệp vô cho dù nó có đỡ hơn đi nâng nữa thì cái đó cũng là méo cộng méo, chẳng qua mình cố gắng mình đỡ méo hơn thôi, thực tế nó không hay. Vì vậy thay vì điều đó thì mình chọn luôn một sản phẩm ngay từ đầu nó không bị méo thì mọi người sẽ setup dễ dàng hơn, âm thanh ra chất lượng hơn. Và dĩ nhiên vang số nó rất quan trọng trong một cái bộ dàn, nên chọn những sản phẩm nào nó chất lượng nhất về lệ mặt linh kiện. Dĩ nhiên thì về tune thì con JBL cái 180 này chưa phải là nhiều tune nhất thị trường. Ngày xưa bên mình có mua bán một con là Paramax MX320, là con đó cái tune của nó với cái chất sao tiêu của nó còn hay hơn con này nữa. Tuy nhiên bây giờ con đó nó hết sản xuất rồi và bên Thiên Phú cũng đang tìm kiếm khá nhiều cái dòng như thế, nhưng mà chưa có một cái sản phẩm thay thế nào thay thế, nên là hiện tại JBL K80 vẫn là đang top thị trường thôi, không có thay thế, chưa có gì hơn, vẫn tiếp tục bán thôi mọi người ạ. Rồi mọi người có thấy cái gì lạ không? Có một con JBL rồi, vang số JBL rồi. Dòng này là dòng mới nhất của JBL nha mọi người, V8. Dòng này thì vẫn trong đang gọi là quá trình nghiên cứu thôi. Hàng thì mình đã có rồi, thậm chí có cả hàng mới luôn, có hàng sách tay luôn. Nhưng mà đương nhiên nó dòng này chưa có hàng chính hãng nha mọi người, chưa có hàng chính hãng 3 sao nha. Dòng này mới chỉ là hàng sách tay thôi. Ngoài ra nó cũng chưa qua, nói chung là chưa qua được cái khâu kiểm duyệt của Thiên Vũ. Vẫn còn đang test. Nó phải chịu những cái, và thật ra những cái sản phẩm của bên Thiên Vũ đưa về á, các hãng đưa cho test cũng rất là nhiều rồi. Thiên Vũ tự mua về cũng rất là nhiều. Tuy nhiên nó có một cái khâu khá là đặc biệt ở bên Thiên Vũ, chắc có bên Thiên Vũ hay hơi khó tính một xíu, tức là bên kỹ thuật bên Thiên Vũ test rất là lâu một cái sản phẩm. Có nghĩa là một cái sản phẩm phải qua được cái bước test sản phẩm của anh em bên kỹ thuật, nó ok đồng ý đã, bắt đầu ở bên sale bắt đầu mới nhập sản phẩm về bán. Kể cả mình đi chăng nữa, mình có muốn nhập sản phẩm về thì bên kỹ thuật phải đồng ý một cái sản phẩm nó đủ chất lượng và tầm giá tốt, và đồng nghĩa là cái giá nó hợp lý với chất lượng thì Thiên Vũ mới bắt đầu bán, chứ không phải sản phẩm. Nên là đấy, đó là lý do tại sao mà khách hàng đến Thiên Vũ hay có một rất là khách hàng hay hỏi câu là tại sao bên Thiên Vũ quá ít model như vậy. Nhưng thực tế là có thể là do kỹ thuật Thiên Vũ hơi kỹ xíu, nên là cái việc lựa chọn sản phẩm nó rất là khó, nên là chỉ có những sản phẩm nó lọt qua được cái vòng mà cái vòng gọi là test sản phẩm á, ok đã rồi mới bán, nên là mọi người thấy nó rất ít model lắm. Cái sản phẩm cuối cùng mà mình muốn nói đến cũng là một sản phẩm rất quan trọng trong bộ dàn karaoke, đó chính là micro. Và dòng micro mình đang muốn nói tại đây chính là dòng micro Soundmic 599. Dòng này thì mọi người chắc, nếu mà mọi người coi Thiên Vũ lâu thì mọi người đã thấy cái dòng này rồi. Dòng này là dòng Thiên Vũ đã bán từ năm 2018 đến nay rồi. 2018 là nó, cái đời của nó là 599 Rồ. Sau đến năm 2020 thì bên mình nâng cấp nó lên là 599 Rồ 2 La Mã. Nó sẽ thay đổi một xíu về cái giao diện phía ngoài thôi, với tay mic này kia thôi, còn chất lượng này kia toàn bộ là tương tự như thế. Và dòng sản phẩm này đã theo được Thiên Vũ được 5 năm rồi và không hề thay đổi. Bởi vì sao? Thứ nhất, về tầm giá chỉ có 7,5 triệu một bộ, nó rất tốt, nó rất hay so với cái tầm giá đó. Thứ hai nữa là độ bền, hầu hết là khách hàng bên Thiên Vũ xài con mic này á, để trừ khi nào pin để lâu quá pin bị chảy luôn là nó sẽ rỉ trong đó luôn thì nó mới hư thôi, chứ còn lại bên mình rất ít bảo hành con này. Và thứ ba nữa là cái sóng con này rất tốt, đặc biệt khi mọi người đi lắp đặt ở những khu vực mà sóng bị phá, như là những khu vực nào gần quân đội này, những khu vực nào mà công an này đó, những khu vực nào mà gần những cơ quan chính quyền á, mà có những cái bộ phá sóng á, thì nên xài con mic 599 này. Bởi vì là với, nếu mọi người xài mic hãng ở đó, như những mic như JBL này kia bên mình cũng có bán nha. Tuy nhiên không phải là nó không hay, nhưng mà thứ nhất là giá nó cao, thứ hai là cái sóng của nó, bởi vì là đưa vô nó hay bị đụng sóng, đặc biệt là những khu quân đội. Tại vì mình đụng, đặc biệt là cái con VM200 á, mọi người xài con JBL VM200 mọi người sẽ biết, nếu mà mọi người ví dụ nhà một khu vực của mọi người không bị thì không sao. Tuy nhiên là có những khu vực gần như mình lắp ở đây, mình lắp hay lắp ở gần Nguyễn Trãi nè, khu bộ công an á, là gần như con JBL VM200 không xài được luôn. Đưa vô là phá sóng, là coi như là nó rột rẹt tiếng rất khó chịu. Và với khách hàng nào, với những bạn nào, mọi người mà khu vực mọi người cũng tương tự như vậy, thì mọi người nên trải nghiệm thử cái con 6X599 này. Cái sóng của nó rất tốt. Chất âm thì dĩ nhiên rồi, chất âm 599 thì mọi người có thể test các clip mà mình có thể coi lại các clip mà mình test cái chất âm của 599 này. Chất âm rất dày dặn, rất là tuyệt vời so với cái tầm giá 7,5 triệu.
Nên là một sản phẩm khi mà nó đã đạt chất lượng rồi thì thật ra là bên mình chỉ có thay thế một số về mẫu mã cho nó đẹp hơn, nó tinh tế hơn thôi. Chứ còn về cái mặt bên trong với cái đầu mic của mic thì gần như bên mình giữ nguyên si từ 2018 đến nay, không gì thay đổi. Vì một khi một sản phẩm đã chất lượng thì không cần thay đổi gì nữa. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới giới thiệu cho mọi người ba cái sản phẩm gọi là vua phân khúc tại Thiên Vũ. Thật ra thì mình không có nói quá lên đâu, mọi người cứ thử trực tiếp đến Thiên Vũ để mọi người trải nghiệm cái chất lượng của ba dòng sản phẩm này với giá thành nè, với kích thước nè, với chất âm nè nó mang lại, thì mọi người cứ thử đi test một vòng rồi cuối cùng mọi người quay lại Thiên Vũ, mọi người test thử chất âm qua các sản phẩm này để mọi người có thể một cái nhìn tổng quan nhất về sản phẩm và mọi người hiểu được lý do tại sao sản phẩm này được bán khá lâu mà bên Thiên Vũ không thay. Hẹn gặp mọi người ở tiếp theo. Bye bye.